Xiaomi Redmi Note 4X chỉ 2.950.000, vô địch trong tầm giá. Chào mừng các bạn đã quay lại với trả lời comment số thứ 83. Vẫn giống như các số trước thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé. Bất cứ câu hỏi gì hay là các bạn muốn mình tư vấn chiếc máy nào thì hãy comment ở ngay phía bên dưới và mình sẽ cố gắng tổng hợp lại và trả lời hết câu hỏi các bạn trong số tiếp theo. Anh ơi, nên mua iPhone 6 hay là Samsung Galaxy Z5? Mình khuyên bạn nên chọn cái chiếc iPhone 6 nhá, bởi vì là đơn giản là hiệu năng của iPhone 6 nó sẽ mượt hơn so với chiếc Z5. Có nên mua Samsung Galaxy A5 2017 để chơi liên quân không anh? Chiếc Samsung A5 2017 cấu hình rất là tốt bạn nhá, có thể thoải mái đáp ứng chơi liên quân. Ngoài ra thì nó có camera rất là tốt này, có một hiệu năng ổn này, thời lượng pin cũng tốt và đặc biệt là có chống nước nữa. Mình thấy chiếc máy này khá là tốt. Anh cho em hỏi 3 đến 4 triệu thì mua máy gì? Với mức giá từ 3 đến 4 triệu thì các bạn có khá là nhiều sự lựa chọn. Máy mới thì có chiếc Note 4X này, còn máy cũ thì có LG G5, Samsung S6 hoặc là chiếc iPhone 6 Lock. Thì tùy nhu cầu của bạn, bạn hãy comment thêm mà bạn cần gì hơn thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho bạn. Samsung S6 và Samsung Z5 Prime thì mua máy nào hơn? Mình chắc chắn với bạn là chiếc S6 nó hơn rất là nhiều nhá. Hơn cả hiệu năng này, thiết kế rồi là camera, màn hình nó hơn hết. Ngoại trừ là cái thời lượng pin thì của chiếc S6 sẽ yếu hơn thôi. Sony XZS và Samsung S7S thì mua máy nào vậy ạ? Cá nhân mình thì sẽ thích cái chiếc Sony XZS hơn, bởi vì là mình thích cái thiết kế nam tính của Sony này. Hơn nữa là màn hình khá là đẹp, hiệu năng tốt. Ngoài ra là cái camera của Sony năm nay rất là tốt, tuyệt vời. Nó có quay slow motion 960fps. Nó là một tính năng riêng biệt hoàn toàn so với những cái chiếc smartphone khác. Anh ơi, con Apotus Max Plus cấu hình có ổn không anh? Có chơi liên quân ở mức trung bình được không? Mình vừa tham khảo cái cấu hình của chiếc Apotus Max Plus này thì mình đánh giá là cấu hình của nó khá là yếu. Và các bạn chơi liên quân ấy thì chơi ở mức trung bình và hơi đuối nhá, vì cấu hình chip MediaTek khá là kém và chỉ có 1GB RAM thôi. Nên mua Samsung Galaxy A5 hay là Z7 Pro với anh, nhu cầu là chơi game. Nhu cầu của bạn là chơi game thì chắc chắn nên chọn cái chiếc A5 2017 rồi. Cấu hình nó tốt hơn rất là nhiều. Chiếc Z7 Pro thì thực ra là cái hiệu năng của nó sẽ không hơn quá nhiều chiếc Z7 Prime trước đây đâu. Nó cũng chỉ chơi ở game ở mức trung bình thôi. Anh cho em hỏi nên mua Samsung Z5 Prime hay là Xiaomi Redmi 4X bản 3GB RAM, em cần chơi game và dùng lâu dài. Thực ra nếu mà xét hiệu năng thì hai chiếc máy này nó sẽ không chênh nhau quá nhiều. Tuy nhiên là bạn có thể thấy là chiếc Redmi 4X nó có số RAM lớn hơn và con chip Snapdragon của nó là con chip 435 thì nó sẽ cho một cái GPU đồ họa tốt hơn so với chiếc Z5 Prime thì dùng cũng sẽ được lâu dài hơn. Anh ơi, 5 triệu thì mua máy nào, ưu tiên iOS? Với mức giá khoảng 5 triệu và bạn ưu tiên hệ điều hành iOS ấy thì cái chiếc điện thoại tốt nhất đối với bạn đó là chiếc iPhone 6S Lock phiên bản 16GB nhá. Em đang dùng iPhone 5S, có nên bán đi để đổi sang Redmi Note 4X không anh? Vì 5S màn hình bé và pin yếu quá. Với những cái nhu cầu của bạn ấy thì chiếc Note 4X rất là đáng để đổi nhá. Vì pin của Note 4X rất là trâu này, mình dùng nó phải dùng đến tận 2 ngày mới hết pin. Hiệu năng thì cũng không thua kém nhiều so với chiếc 5S này. Và màn hình cũng to, 5.5 inch, thoải mái chơi game cũng như là xem phim. iPhone 5S hay là Samsung Galaxy S5, nhu cầu là chơi game và xem YouTube. Mình nghĩ là bạn nên chọn chiếc S5 đi, bởi vì là hiệu năng thì không chênh nhau quá nhiều. Nhưng mà S5 lại có một cái màn hình to hơn này, chơi game cũng như là xem YouTube nó thoải mái hơn. Anh ơi, giữa Samsung A9 Pro và Samsung S7 thì chọn máy nào? Ưu tiên chơi game, mạng xã hội và pin trâu. Chiếc Samsung S7 nó hơn cái chiếc A9 Pro khá là nhiều bạn nhé. Hơn về hiệu năng này, hơn camera, hơn màn hình. Tuy là A9 Pro lại có một điểm mạnh đó là màn hình nó rất là lớn, màn hình tận 6 inch cơ. Pin cũng rất là trâu, pin 5000mAh. Thì theo mình nghĩ là nếu như là bạn cần một màn hình lớn và cần pin trâu ấy thì chiếc A9 Pro đáp ứng cho bạn cũng rất là tốt, hiệu năng cũng không thua kém chiếc S7 quá nhiều. Theo anh nên chọn Xiaomi Redmi Note 1X hay là Samsung Z5 Prime? Cá nhân mình thì mình sẽ chọn cái chiếc Note 1X, bởi vì là hiệu năng ngon hơn này, pin tốt hơn, màn hình to hơn. Đơn giản thế thôi. Anh cho em hỏi tầm giá dưới 3 triệu thì mua máy nào cho phụ huynh đảm bảo các nhu cầu sử dụng. Đối với những bạn mà muốn mua máy cho bố mẹ mình ấy thì mình có một số cái gợi ý cho các bạn, đó là có thể là hiệu năng ở mức trung bình thôi, nhưng mà hãy ưu tiên một số cái như là cái màn hình to một chút này, thời lượng pin tốt và một cái thương hiệu tốt một chút. Thì mình có thể gợi ý cho bạn đó là chiếc Samsung On5 2017. Thì chiếc máy này nó cho một hiệu năng ở mức khá là tốt này, ở màn hình 5 inch, ở thời lượng pin cũng rất là ổn và đặc biệt là thương hiệu đến từ Samsung nữa. Em nên mua Samsung Galaxy C9 Pro hay là Xiaomi Mi 5, nhu cầu là chơi game nặng và lướt web, màn hình to. Nếu như bạn đặt cái yếu tố hiệu năng lên hàng đầu ấy thì chắc chắn là nên chọn chiếc Xiaomi Mi 5 nhá. Con chip 820 của nó thực sự là vẫn rất là mạnh và nó hơn khá là nhiều so với chip 653 trên chiếc C9 Pro. Đang xài Note 5 có nên nâng cấp lên S7S không anh? Với cá nhân mình thì mình sẽ không nâng cấp, bởi vì là Note 5 màn hình cũng đủ to rồi, pin cũng trâu, cấu hình thì cũng sẽ không thua kém quá nhiều so với chiếc S7S. Và mình cảm thấy hài lòng với nó cho nên mình sẽ không nâng cấp. Xiaomi Mi Pad 2 chạy Windows có chơi được liên quân không anh? Chiếc Mi Pad 2 chạy Windows thì sẽ không chơi liên quân được nhá,
Bởi vì là Liên Quân nó chỉ chơi được trên nền tảng Android và iOS thôi bạn ạ. iPhone 5S cũ và Xiaomi Redmi 4X thì cái nào chơi game tốt hơn? Mình đánh giá là cái chiếc iPhone 5S nó sẽ cho cái khả năng chơi game là tốt hơn bạn nhá. Hiệu năng nó sẽ tốt hơn chiếc Redmi 4X. Anh đánh giá HTC One M9 như thế nào? Em thấy M9 bị chê nhiều quá. Theo mình đánh giá thì các bạn không nên mua chiếc HTC One M9. Bởi vì là thực sự là dùng nó một thời gian ấy thì rất là nóng. Mà nóng xong rồi dùng một thời gian nữa thì nó lại giảm hiệu năng. Cho nên là hiệu năng sẽ dùng sẽ rất là giật và lag. S7 hay Note 5 tốt hơn vậy anh? Chắc chắn là cái chiếc S7 nó hơn rồi bạn nhá. Nó hơn khá là nhiều mặt, từ hiệu năng này, màn hình, camera, hơn cả chống nước nữa. Tại sao tất cả các hãng như Samsung, Oppo, Sony đều có quảng cáo, còn iPhone thì không? Thật ra thì iPhone có quảng cáo bạn nhá. Chỉ là iPhone không quảng cáo tại thị trường Việt Nam thôi. Bởi vì là Việt Nam là một nước ưa chuộng iPhone quá là nhiều rồi. Cho nên là đối với cái tình yêu iPhone như vậy thì họ không cần quảng cáo mà vẫn bán được hàng. Thì tội gì phải bỏ thêm tiền vào để tốn tiền marketing để làm gì, đúng không? Anh cho em hỏi nên chọn Samsung A5 2017 hay là Samsung S7S cũ 99%? Nếu là mình ấy thì chắc chắn với bạn là mình sẽ chọn chiếc S7S cũ. Bởi vì là mình không ngại sử dụng máy cũ. Mà hơn nữa là S7S nó hơn gần như là mọi mặt. Hơn về hiệu năng này, hơn màn hình, hơn camera, hơn thời lượng pin, hơn mọi thứ luôn. Anh ơi, dưới 4 triệu thì máy nào đáng mua nhất đối với anh? Ở đây, mình sẽ cho bạn xem là mình đang sử dụng cái chiếc Xiaomi Note 4X nhá. Nó chỉ có giá là dưới 4 triệu thôi. Và nhu cầu của mình thì là tại vì mình không chơi game nhiều, mình chỉ cần một hiệu năng vừa phải. Nhưng mà là mình cần một chiếc máy có thời lượng pin tốt và màn hình lớn ấy. Cho nên là đối với mình, dưới 4 triệu là mình sẽ chọn chiếc Note 4X này. A5 2016 với GB RAM thì cái nào ok hơn anh? Mình đánh giá là về hiệu năng ấy thì chiếc GB RAM nó sẽ trội hơn một chút bởi vì là nó có 3GB RAM. Còn về thiết kế thì mình lại thích cái chiếc A5 2016 hơn. Nó vuông vức hơn, nó nam tính hơn và trông nó cũng sang trọng hơn. Làm sao để thuyết phục phụ huynh mua điện thoại cũ vậy anh? Thật ra cái này cũng khá là khó bạn ạ. Vì là mỗi người có một quan điểm riêng. Thì nếu như là bố mẹ bạn không đồng ý cho bạn mua máy cũ ấy, thì một là bạn nghe theo và mua điện thoại máy mới ở Thế Giới Di Động. Còn nếu không thì bạn có thể tự tiết kiệm tiền để mua một chiếc máy. Thế thôi, mình cũng không biết phải khuyên bạn như nào cả. Anh ơi, khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu thì mua máy nào ở Thế Giới Di Động? Theo mình thì với khoảng giá dưới 3 triệu thì bạn nên chọn chiếc Xiaomi Redmi 4X. Nó đã bán ở Thế Giới Di Động chỉ có khoảng 2 triệu 9 thôi. Thì nó cho cấu hình khá là tốt, đủ để chơi game cũng như là lướt web thoải mái. Anh ơi, nên mua iPhone 6S Plus hay là S7S? Với mình thì mình sẽ chọn chiếc iPhone 6S Plus. Bởi vì đơn giản là hiệu năng của nó quá khủng và nó sẽ được hỗ trợ lâu dài hơn so với chiếc S7S. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã trả lời câu hỏi các bạn trong các số lần trước. Và nếu như là các bạn có bất cứ câu hỏi gì hay là có muốn mình tư vấn chiếc máy nào ấy thì hãy comment ở ngay phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng như nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.